Chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video tiếp theo của kênh NVTR nhá mọi người nhá. Đó thì hôm nay mình vừa mới mua được con xe này. Mọi người, đây này, xe này chạy bằng quát nhá mọi người nhá. Ô tô đây còn là bán tải mọi người ạ. Đó, và mình sẽ làm một cái video là chế tạo cái phản lực cho ô tô nhá mọi người nhá, bằng cái lon Coca này. Đây. Đây cái lon Coca có chữ là hãy tái chế tôi luôn mọi người ạ. Thì cái chữ mình quay bằng cái điện thoại ấy, nên là nó bị ngược nha mọi người nhé. Đây, thì ở đầu video mình đã cắt từng đây riêng rồi này mọi người này. Đó. Và mình sẽ gắn cái lon Coca này vào trong cái đuôi xe này nha mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ khoét cái thành dưới xe này để chúng ta đặt cái lon Coca lên nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ gắn cái lon Coca lên cái thùng xe này nhé mọi người nhá. Chúng ta sẽ gắn bằng liền dính này. Thì bây giờ mình sẽ đổ diêm sang cốc nhựa này nhé. Cái cốc nhựa này đổ để mình đổ vào cái lon Coca này. Cái cốc nhựa này thì mình bóp được này, nó đổ vào nó dễ hơn. Đầy non luôn mọi người ạ. Ok mọi người, đó thì mình đã chế tạo xong cái con xe này. Bây giờ mình sẽ đem thử nó ra bên ngoài đốt xem nó như nào nhé mọi người nhá. Đó, không biết là nó có chạy được không mọi người ạ. Đây, rất chắc chắn rồi. Bây giờ phải làm một cái ngoài sáng, ngoài bắt lửa ra ngoài nữa mọi người ạ. Mình sẽ làm cái ngoài đấy bằng cái pháo bông nhá mọi người nhá, cho nó an toàn. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã ra cái khu đất trống ấy, thì bây giờ mình sẽ thử đốt cái xe này ở cái ngoài đường này nhá. Đây. Xem là nó chạy được bao nhiêu xa mọi người ạ. Đó. Đây, ở cái chỗ này là cái chỗ đường mới làm, chỗ gần nhà mình ấy, thế nên là không có người đi qua lại đấy. Ra đây đốt cho nó an toàn nhá mọi người nhá. Đây bắt đầu châm lửa anh em nhá. Chỉ sợ lổ cái điện thoại ấy. Vô tình làm phá luôn cái đuôi xe của xe tôi rồi mọi người ạ. Đây này. Đây. Diêm này, diêm bắn vào này mọi người này. Đó, đây. Đây. Không biết là đi rửa thì nó có làm được sạch không, cháy luôn nhá, cháy luôn cái lớp sơn ngoài này mọi người này. Này. Anh em có nhìn rõ không? Đây. Đó. Bây đốt ô tô giả thành đốt ô tô thật mọi người ạ. Vỡ mồm. Cái xe nó bay rất xa nhá, đây tôi quay cho anh em xem. Đây mọi người ơi, chắc là nó phải đi được tầm độ chục mét mọi người ạ. Đây này, con xe nó bay ở tận đây không ạ. Đây mình xem con xe bị sao nhá. Xe vẫn bình thường luôn. Có cái lon Coca này nó nổ vừa nãy anh em có nhìn thấy nó nổ không? Rồi, lon bây giờ vẫn nóng nhá mọi người nhá. Đó, tôi vẫn chưa phá hủy được nó thì về tôi cầm con xe này về. Đó. Ok, vậy mọi người xem được video thì cho tôi một like, một đăng ký nhá. Và chia sẻ video giúp tôi nhá mọi người nhá. Bây giờ đang dọn đồ để đi về mọi người ạ. May quá để cái xe đấy cách xa cái ô tô của tôi đấy. Không thì chắc là thôi mọi người ạ. Khỏi đóng video luôn. Ok, xin chào cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo nhá.